Biên chế công chức được giao năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An là 2.273 biên chế, trong đó biên chế công chức hiện có là 2.129 người và biên chế công chức chưa sử dụng là 144 biên chế. Vì vậy, chỉ tiêu tuyển dụng công chức toàn tỉnh năm 2023 là 50 người với các chuyên ngành như quản lý tài chính kế toán, quản lý khoa học, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản, cải cách hành chính, kiểm dịch thực vật. Thông qua việc tuyển dụng đã tuyển chọn công chức vào làm việc tại các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan trực thuộc, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, hướng đến xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.